Tin giáo hội Pháp Hầu hết các giáo phận tại Pháp không có tân linh mục trong năm nay. Pháp đang chứng kiến một sự sút giảm đáng kể về ơn gọi linh mục. Theo những con số thống kê được tờ báo La Crosse tổng hợp, thì giáo hội Pháp năm nay sẽ có 114 tân chức được thụ phong linh mục. Đây là một sự sút giảm đáng kể so với năm 2017, khi có 133 vị được thụ phong linh mục, trong số 114 linh mục này, 82 vị là linh mục triệu, Trong số đó có hàng chục vị từ các cộng đồng hay các hiệp hội đời sống tông đồ. 6 vị là thành viên của cộng đồng Emmanuel và 4 vị thuộc con đường Tân Dự Tòng. Hình ảnh đặt tay và cầu nguyện cho bốn thầy phó tế và sáu linh mục tại Palais des Sports ở Cholent được kể là biến cố phong chức lớn nhất tại Pháp vừa diễn ra ở tổng giáo phận Lyon.